Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Giờ của em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt. Nó là bản ở giữa bản cao cấp và bản tiêu chuẩn ạ. Chiếc xe Santa Fe thì thuộc dòng xe phân khúc dòng xe SUV, cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Kia Sorento, chiếc xe Toyota Fortuner, chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport hoặc là chiếc xe Mazda CX-8 hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng mức bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt có những gì thì phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe Giàu của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá niêm yết của nó đang là 1 tỷ 290 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt thì chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt này lăn bánh nội là 1 tỷ 418 triệu, trả góp thì đang là 440 triệu. Còn ở tỉnh thì là 1 tỷ 374 triệu, trả góp thì đang là 396 triệu. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 1 tỷ 392 triệu, trả góp thì đang là 414 triệu ạ. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết lăn bánh nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá sẽ là tốt nhất trường nhầm nha. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m785, rộng là 1m90, còn cao là 1m730 nhé. Còn chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m765, còn khoảng sáng gầm xe nó rất là cao, đó chính là 18,5cm nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của nó thì mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thang nước. Phiên bản 2021 này nó thiết kế nhìn trông nó đã to hơn, trường hơn và nhìn trông nó cơ bắp hơn và thể thao hơn rất là nhiều ạ. Phần mặt lưới ca lăng thì nó được thiết kế nhìn chạy liền mạch giữa cụm đèn bên trái chạy sang bên phải, tạo ra phần đầu xe cảm giác nó được hiện đại hơn, sang trọng hơn rất là nhiều anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn của chiếc xe Santa Fe phiên bản 2021 này thì nó đã chuyển về từ để dọc sang chuyển về để ngang, hình chữ T anh em nhé. Nhìn rất là thể thao và sang trọng anh em ạ. Đèn của nó sắt đèn full LED, cả đèn cốt lẫn đèn pha, tích hợp trên đấy xem thêm được đèn bổ sung thêm ánh sáng nữa anh em nhé. Về tính năng an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ có cảm biến góc trước, 4 cảm biến góc trước em nhé. Đây, 1 này, 2, 3 và 4 ạ. Bản đặc biệt thì nó sẽ không có camera 360 độ như là bản cao cấp. Bản cao cấp thì tích hợp thêm được nó là camera 360 em nhé. Về tổng quan về phần đầu xe thì em đánh giá phần đầu xe của chiếc xe San 2021 này thì nhìn thiết kế, nhìn trông nó khác biệt so với cả phiên bản 20 khá là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn trông nó rất là sang trọng ạ. Còn đây, giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này thì phần sườn xe được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe này rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và sang trọng em nhé. Còn đây, giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe Santa Fe bản máy dầu bản đặc biệt thì nó giống như bản cao cấp, đó chính là vành đúc hợp kim nhôm, vành 19 inch em nhé. Vành 19 inch, phanh đĩa cho cả 4 bánh, tích hợp trên đấy xe nó có cảm biến số lốp này. Phiên bản 21 này thì nó đã tích hợp cho tất cả các phiên bản đều có cảm biến số lốp hết rồi anh em nhé. Ngoài ra nó sẽ có thêm được chính là phanh ABS này, phân bố phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính năng an toàn thì em sẽ phép cuối video giới thiệu cho em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện và gập điện này, cục gương tự động này và nó sẽ cảnh báo phương tiện cắt ngang nhé, cảnh báo điểm mù đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về tay nắm cửa này. Tay nắm cửa thì nó là mạ chrome, phần phía trên này mạ chrome này, phía dưới sẽ là cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó là chìa khóa thông minh một chạm ạ. Đây, tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa anh em nhé. Còn đây bánh xe sau này. Bánh xe sau thì nó sẽ giống như là bánh đầu tiên, nó sẽ là bánh đúc hợp kim nhôm, bánh 19 inch em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về trần xe này. Trần xe của phiên bản 2021 này giống như phiên bản 20. Đó chính là trần sẽ là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Tích hợp trên đấy sẽ là có thêm được anten vây cá này và giá lóc hai thanh, giúp cho phần trần xe giúp cho chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn ạ.
Còn đây, giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe nhé. Phần đuôi xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 2021 này thì phần đuôi xe nó được thay đổi cũng tương đối nhiều, đặc biệt về phần cản sau. Phần cản sau của chiếc xe 2021 này thì nó giúp cho chiếc xe nhìn cảm giác nó được robust, cảm giác rất là mượt mà hơn, cứng cáp hơn, sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Nhưng mà rất là tiếc phiên bản 2021 này thì lại bỏ phần bô dấu rồi em nhá. Nó không phải là bô kép như là phiên bản trước. Thì em đánh giá thì nó lại phiên bản trước thì đẹp hơn rất là nhiều về phần bô ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về cụm đèn này. Cụm đèn của nó sẽ là đèn LED nhá. Đèn LED chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe ạ. Phần cụm đèn này thì nó sẽ thiết kế nhìn cho khá giống cả phiên bản trước, nó sẽ nhưng mà nó sẽ to hơn một chút xíu. Và kéo dài phần này đấy anh em nha. Đó. Các tính an toàn về phần đuôi xe có như sau. Đó chính là có cảm biến lùi này, 4 mắt này, 1, 2, 3 và 4 ạ. Và tích hợp đến nữa, đó chính là có camera lùi anh em nha. Camera lùi đấy ạ. Đó. Phiên bản 2021 này thì các cái thêm được cái tấm lẹp và tấm phản quang này. Nó chạy từ phần cụm đèn bên trái sang bên phải, giúp cho phần đuôi xe cảm giác nó được trường xe hơn. Này, sẽ mở cốp cho em xem chiếc xe là cốp rộng không nhá. Cốp chiếc xe này sẽ là cốp điện anh em nhé. Cốp điện ạ, không phải là cốp cơ đâu anh em ạ. Đây, phần cốp xe của chiếc xe Santa Fe này thì rất là rộng anh em nhé. Rất là rộng đi ạ. Đó, để giữa đầu anh em có thể hàng ghế thứ hai thì gặp được 60-40, hàng ghế thứ ba thì gặp được 50-50. Nên anh em có thể để đồ dài, đồ rộng và anh em đặc biệt có thể ngủ được luôn ở trên xe luôn đấy anh nhé. Rất là phẳng đấy ạ. Ok, giờ em sang phần giới thiệu cho mức tăng nhiên liệu ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu này. Ở trong đô thị thì đang là 8.51 lít này, ngoài đô thị thì đang là 5.72 lít, và kết hợp trung bình thì đang là chỉ có 6.73 lít cho anh em nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Ok, giờ lần sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho em này. Đây, em giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này thì nó thay đổi một cách hoàn toàn về bên trong nội thất, thay đổi một cách rất là nhiều nhé. Đặc biệt đó chính là phần điều khiển trung tâm. Điều khiển trung tâm của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này nó đã chuyển về các nút bấm rất là nhiều ạ. Về tổng quan về không gian bên nội thất bên trong thì đó chính là món áo thất sử dụng, đó chính là nội thất màu nâu đối với bản cao cấp, bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn. Không giống như phiên bản 2019-20 là bản màu nâu duy nhất cho bản cao cấp thôi. Còn phiên bản còn lại sẽ là nội thất màu đen ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần ghế nhé. Ghế của nó được bọc da sờ rất mềm mại anh em ạ. Ghế màu nâu này, ghế được chỉnh điện 10 hướng này. Chỉnh điện 10 hướng nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, cruise control, ga tự động này, và có thêm được tính năng nữa, đó chính là có lấy chuyển số trên vô lăng này, lấy chuyển số trên vô lăng nhá. Đó. Về túi khí thì bản này xem nó có 6 túi khí nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là màu nâu kết hợp màu đen ạ. Nhưng mà phiên bản 2021 này riêng bản đặc biệt thì vẫn được tích hợp giống bản cao cấp, đó chính là nhớ ghế hai vị trí. Đó. Còn đây các nút bấm trên cánh cửa cho anh em như sau. Đó chính là cục gương này, điều chỉnh bốn mặt gương này, khóa cửa này, lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa nhá. Và đặc biệt phiên bản này là lên xuống kính cho toàn bộ bốn cánh cửa và chống kẹt luôn cho anh em. Tự động chống kẹt luôn nhá. Còn đây là khóa cửa này. Và đặc biệt nữa giới thiệu cho anh em về phần hệ thống âm thanh. Âm thanh của nó sẽ là sử dụng âm thanh thương hiệu cực kỳ là lớn trên thế giới này, đó chính là Harman Kardon, giúp cho âm thanh cảm rất là trong trẻo và nghe rất là sống động anh em nhé. Còn đây em xin phép được đi vào sâu bên trong giới thiệu cho anh em. Đây em giới thiệu cho anh em về bên trong nhé. Đầu tiên đó chính là giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa này. Chìa khóa của nó thì chìa khóa thông minh của nó là đã thay đổi khá là nhiều. Phần chìa khóa em cảm giác rất là sang trọng anh em nhé. Đây các nút bấm như sau: khóa cửa này, mở cốp, và đặc biệt đó chính là hâu là gì ạ? Hâu đấy ạ, hâu đó chính là đề lổ từ xa anh em nhá. Phiên bản 21 này nó thêm tích hợp được thêm cái đề lổ từ xa rồi đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa thông minh một chạm này, vẫn là dàn xung quanh được mạ chrome này. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem nhé. Đây giới thiệu cho anh em về phần bảng hồ táp lô của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này. Bảng hồ táp lô nó thay đổi cách hoàn toàn luôn anh em ạ. Bảng hồ táp lô nó nhìn trông nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và thiết kế nó to hơn so với phiên bản trước em nhá. Màn hình của nó sẽ là màn hình 12.3 inch em ạ, rất là to bản nhá. Đó, rất là to bản đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng này, nó cũng có chế độ auto. Auto là gì ạ? Tự động bật sáng khi vào trời tối hầm tối này. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh gạt mưa nhá. Điều chỉnh gạt mưa bản này cũng có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa. Đó là tính năng rất là tuyệt vời, thì theo em anh em luôn luôn để chế độ như vậy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về sự thay đổi lớn nữa, đó chính là phần màn hình này. Màn hình giải trí của chiếc xe này nó sẽ màn hình được
thiết kế nó to hơn. Nó to hơn nhá, to hơn phiên bản trước. Phiên bản này thì nó đang là 12, xin lỗi ạ, 10,3 inch em nhá. 10,3 inch rất là to bản đấy ạ. Đó. Kết hợp trên đấy sẽ nó có kết nối AUX, USB, Bluetooth, định vị chỉ đường cho anh em. Hệ thống âm thanh của nó thì là hệ thống âm thanh 10 loa anh em nhá. Hệ thống âm thanh 10 loa, không phải là 6 loa như phiên bản trước em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa, đó chính là hệ thống điều hòa này. Điều hòa của là phiên bản này thì nó vẫn sử dụng điều hòa là điều hòa tự động hai vùng độc lập, nhưng mà sự thiết kế của nó đã sự thay đổi khá là nhiều bằng các nút bấm, nhìn trông cảm giác nó rất xịn sò hơn nhé. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa, có sự thay đổi rất là lớn, đó chính là phần phần hộp số đằng này nhé, điều khiển hộp số đằng này. Hộp số nó không còn sử dụng là cần số di chuyển, cần số cổ điển như trước nữa, mà nó chuyển sang bằng nút bấm thôi anh em nhé, nút bấm đấy ạ, nút bấm này. À, nó sử dụng hộp số là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp anh em nhé, 8 cấp ly hợp kép ướt anh em ạ, không phải ly hợp kép ép khô mà sử dụng ly hợp kép ép ướt, giúp tại sao chiếc xe giá nó lên cao như vậy, đó chính là cái sử dụng hộp số mới này, động cơ mới này. Đó. Và ngoài ra sự thiết kế của nó rất là mới luôn anh em nhé. Ngoài ra trên đây là sẽ là có thêm 3-4 chế độ lái này, 3 địa hình này. Đó. Còn đây là các nút tính năng như sau, đó chính là đổ đèo này, bật tắt cảm biến này, hầu đó chính là phanh tự động này, sấy vô lăng này, sấy ghế nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa đấy ạ. Phía dưới này đó chính là có sạc thông minh IQ này. Sạc thông minh IQ anh em này đây này. Đó, cổng USB này. Còn đây là hộp để tàn thuốc lá anh em nhá. Còn hộp tự tay trung tâm của nó thì vẫn được bọc da. Được bọc da, sờ rất mềm mại, để đồ thì rất là thoải mái luôn anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó sẽ là giống như phiên bản trước thôi. Nó sẽ khác nhau đó chính là màu thôi. Nó chuyển về màu đen ạ. À, đây là có cái chế độ như là mở cửa thì sáng này. Luôn luôn sáng như này. Hoặc là bấm cái này công cơ trực tiếp này nhá. Đó. Hoặc đây là cửa sổ trời nhá. Em nhá. Nó sẽ là sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Panorama luôn em nhá. Ok. Giờ để em sang ghế thứ hai, giới thiệu cho mẹ hàng ghế thứ hai ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên, đó chính là được bọc da và ghế sẽ màu nâu ạ. Hàng ghế thứ hai nó sẽ gặp được 60-40 và thích hợp trên đấy nó sẽ là có thêm tựa tay trung tâm ở đây nhá. Ok, em sẽ đi sâu vào bên trong giới thiệu cho này. Đó. Đầu tiên em sẽ kiểm tra cho em về độ rộng rãi trước nhá. Em thì cao 1m80 này, để chân rất thoải mái luôn anh em này, để chân rất thoải mái luôn nhá. Như những anh em nào mà cao to thì chắc chắn chiếc xe này sẽ không anh em phải suy nghĩ quá nhiều ạ. Hàng ghế thứ hai đó tích hợp giống như phiên bản trước, đó chính là cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Và ở dưới này đó chính là cổng sạc điện thoại, hai cổng sạc điện thoại nhá. Còn đây giới thiệu cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai Santa Fe, máy dầu bản đặc biệt, phiên bản 2021 đấy ạ. Đó, về sự thiết kế của nó thì em đánh giá chiếc xe này khó lòng có thể anh em nó chê trách nó quá nhiều được, và sự thiết kế của nó đánh giá rất là tuyệt vời, sự tính năng của nó mang lại anh em nhá. Đó. Ok, giờ em sang hàng bên động cơ, giới thiệu cho em về động cơ ạ. Đây giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Santa Fe phiên bản 1 này đối với động cơ máy dầu và máy xăng nó thay đổi cách hoàn toàn về động cơ rồi. Động cơ nó chuyển về động cơ là động cơ Smart Trim nhá. Động cơ Smart Trim thì giúp cho khối lượng của động cơ nó giảm đi và giảm giúp cho chiếc xe toàn bộ khối lượng của bản thân chiếc xe nó sẽ nhẹ đi, giúp cho chiếc xe nó lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Về công suất cực đại chiếc xe này thì đang là 202 mã lực trên cho 3.800 vòng trên phút nhé. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 440 Nm trên cho 2.750 vòng trên phút đấy ạ. Và dung lích tích bình nhiên liệu nó đang là 71 lít nhé. Còn đây là chi tiết về bên trong cho em này. Đó. Đây, động cơ thì đây, thêm đó chính là nước rửa kính này, nước làm mát này, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, turbo Smart Trim. Đây cổ hút này, ắc quy rất là to bản và cầu chì nhá. Còn màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ để em sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là tính năng an toàn ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt phiên bản 1 này, có những tính năng an toàn như sau. Các tính năng an toàn cơ bản như là hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, kiểm soát thân xe này, cân bằng điện tử xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, xuống dốc này, kiểm soát lực kéo này. Cảm biến số lốp, đấy là những tính năng an toàn cho cả 3 phiên bản. Còn những phiên bản đặc biệt này thì nó sẽ không giống như bản cao cấp. Một số tính năng như sau, gồm có hệ thống là hỗ trợ tránh va chạm này, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau thì nó sẽ có, vẫn có nhá. Đấy. Hệ thống như là đèn pha thích ứng này, camera 360 độ này. Hỗ trợ giữ làn đường này, hiển thị cảnh báo điểm mù. Đấy là tính năng này chỉ duy nhất cho bản cao cấp mới có thôi anh em nhá.
Về phần màu sắc thì phiên bản 2021 này thì sẽ không có sự thay đổi về màu sắc cho cả phiên bản trước, gồm có màu đỏ như mình đang xem ạ, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu bạc đó, mà màu vàng cát ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng chân bánh này và các chương trình khuyến mại, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt này, rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.